xã hội 11/08 rút ngắn sáng 2/3, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ bỏng vôi hết sức thương tâm khiến một cháu bé 3 tuổi bị bỏng toàn thân. Theo đó, sáng 28/2, chị L. T. S. S. 24 tuổi, chú thôn Thuận Lợi đưa con là cháu B. N. H. L. 3 tuổi ra đồng muối để chuẩn bị vụ mùa mới. Trong lúc chị S. đang làm việc thì cháu L. chạy đến hố vôi gần đó và sải chân rơi xuống hố khi vôi đang sôi. Chị S. kịp phát hiện và kéo con lên nhưng cả hai mẹ con bị bỏng. Chị S bị bỏng ở tay, riêng cháu L bị bỏng toàn thân. Sau khi được đưa đến sơ cứu tại bệnh viện địa phương, cháu L đã được chuyển ngay ra viện bỏng quốc gia. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bỏng toàn thân với tỷ lệ 86%, bị bỏng lưỡi, dạ dày và nguy cơ bị hỏng mắt. Ông Trần Quốc Tuấn cho biết thêm, gia đình chị S thuộc diện hộ nghèo của xã, chị sinh được 3 con. Bé NH, L là út, chồng chị S mất cách đây 2 năm trong khi đi đánh cá trên biển. Hiện xã đã làm đơn đề nghị phòng lao động thương binh và xã hội huyện Quỳnh Lưu có chính sách trợ cấp cho gia đình chị H.S. nguồn.